Chào tất cả các bạn, đây là những phụ kiện của chiếc thuyền đả thính. Đầu tiên là chiếc thuyền nha. Đấy, rất là nặng, rất là to. Và điều khiển từ xa là và một cái cục sạc dự trữ và một cái điều khiển cái anten. Để lắp anten vào rất là dễ thôi. Các bạn chỉ việc lắp vào, xoáy vào là xong. Và điều khiển thôi, rất là đơn giản. Cái thuyền này thì thả thính này có chiều dài là 50 phân, rộng 27 phân và chiều cao 20 phân nhé. Cầm rất là chắc chắn và gọn gàng. Và làm bằng nhựa ABS, rất là bền, siêu bền nên không bao giờ bị vỡ hoặc hay là bị thấm nước. Đấy, rất là chắc chắn nha các bạn nhé. Đấy, rất là chắc chắn và mềm mại luôn. Pin của tàu thì sử dụng pin 7,4V, 5200A. Và pin này có thể thực hiện tầm 2 ngày. Và đây là cái khay đựng mồi nhá. Có chiều rộng là 6,5 phân. Chiều dài 6,5 phân và chiều rộng là 3,5 phân. Nó có hai khay. Có thể chứa tối đa là 1,5 kg mồi nhá. You can take the box as a sample. Để các bạn yên tâm, vì anh em đi câu lục rất là nhiều các bác đi mua cái loại này. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn sử dụng cái khay đựng mồi. Đấy, bấm bên trái thì nó sẽ lấy cái khay bên trái sang và bấm bên phải nó sẽ lấy khay bên phải. Còn đây là chỗ để gọi là loại thu vào để khi nó sẽ bật cái khay ra. And there are two cushions. Chỗ lắc này. Đấy, nó sẽ rất là mềm, rất là chắc chắn, rất là trơn tru. Đấy, nó sẽ không bị mắc kẹt. Và bây giờ mình sẽ thử test cái độ tải mồi của nó nhé. Đây mình sẽ cho đầy ngô và đi thả thuyền thả thính cho các bạn xem luôn. Đấy, rất là đơn giản. Cũng như cái điều khiển từ xa của trẻ con thôi. Tốc độ tối đa của cái thuyền thả thính này là 5,4 km/h nha. Có hai động cơ, 390. Đây thả thì chỉ bấm cái hai cái nút ở bên cạnh thôi. Đây thuyền này rất là đẹp luôn. Nó rất là nhạy luôn nha. Vì sử dụng cái thuyền thả thính này thì thả thính nên hôm nay cái video này chỉ chú trọng vào cái thuyền thả thính thôi nhé. Đây, phụ kiện nó sẽ như thế. Đây, cái phụ kiện của cái còn đây là hai cái nút trên là nút đèn nhé. Đèn nhấp nháy để báo tín hiệu soi đường. Cái đèn này chỉ sử dụng vào buổi tối thôi. Để ấn xuống thì nó sẽ lùi lại, lên thì nó sẽ tiến, rất là dễ sử dụng. Cũng như những điều khiển của trẻ con đấy. Kéo sang trái thì nó sẽ sang trái, phải sang phải. Còn đây là cái nút này để làm gì nhỉ? You can see that there are two motors with propeller guards. Còn đây động cơ này, xoay rất là tít luôn. Let's see the boat in the water. 390 độ siêu khỏe, có thể di chuyển mặt nước, có sóng thì có gió to và sóng lớn luôn nhé. Và đặc biệt là có thể lướt đi nhẹ nhàng không gây tiếng động làm cá sợ. Đấy, rất là nhanh, đi phải 5,4 km/h, rất là nhanh luôn. Đấy, cái giá bán hiện tại em đang bán với giá là 2,3 triệu nhé. Để sử dụng của chiếc thuyền này tầm 2 tiếng rưỡi, chạy liên tục. Buổi tối này các bạn nên nhớ bật đèn để theo dõi con thuyền, cái thuyền này ở đâu nhé. 2,3 triệu một chiếc nha các bạn nhé. Y hệt video.